Phụ nữ gốc Latin không có giấy tờ Hoa Kỳ có thể thường là nạn nhân của nạn buôn người. Các chuyên gia cho biết vì họ sống trong bóng tối để tránh bị trục xuất nên dễ bị giới tội phạm nhắm làm con mồi hơn. Một số trường hợp chúng tôi thấy là những phụ nữ giúp việc, chủ giấu hoặc lấy hộ chiếu của họ không để họ liên lạc với gia đình, và hầu hết nạn nhân chúng tôi thấy là người gốc Latin. Heidi Everest là giám đốc dịch vụ xã hội tại SAFE, một sáng kiến của Đại học Maryland hỗ trợ các nạn nhân của nạn bốc lột lao động và buôn người. Đôi khi những người không có giấy tờ sợ tiếp cận với cảnh sát, họ sợ nhờ vả. Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, các tổ chức tội phạm kiếm được 150 tỷ đô la hàng năm từ buôn người trong năm 2018. Đường dây trợ giúp quốc gia đã nhận được hơn 41.000 cuộc điện thoại. Khi nào đến đàn ông, bạn sẽ thấy rất nhiều nạn nhân trong ngành xây dựng hoặc nông nghiệp. Trong khi đối với phụ nữ, hầu hết chúng tôi thấy trong các nghề giúp việc hoặc các tiệm massage kinh doanh bất hợp pháp. Joe Geronimo, phó thư ký điều tra của Bộ An ninh Nội địa, nhấn mạnh rằng người nhập cư không có giấy tờ dễ bị tổn thương hơn. Đó là khía cạnh các tổ chức buôn người sẽ khai thác vì những người này ngại tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật vì tình trạng nhập cư của họ. Một lần nữa, đó là điều mà họ coi là một điểm yếu sẽ bị bóc lột. <laughs> tại quận Montgomery, Maryland, nơi có số dân gốc Latin cao, các nhà lập pháp địa phương cho biết việc nêu lên vấn đề này là vô cùng quan trọng. người ta bị đánh đập, đánh thức mê, bị ép quan hệ tình dục hoặc bị buộc phải làm việc trái với ý muốn của họ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm trời. họ cần rất nhiều hỗ trợ từ chúng ta và người dân cần nhận thức được các dấu hiệu để họ có thể cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền quận của chúng tôi. Nhà Trách cũng cảnh báo về việc cần phải cẩn thận với mạng xã hội họ nói rằng nhiều băng đảng tội phạm sử dụng các công cụ trực tuyến để rao các công việc giả nhằm dụ dỗ những người nhà dạ